điểm chủ nhiệm của lớp 6 là 6 là cô Trần Thị Phương Tân, sĩ số học sinh là 48 và khẩu hiệu của lớp là muốn biết phải hỏi, không giỏi phải học, là một trong ba lớp luôn có nhiều sinh hoạt, luôn đoàn kết, năng động. Cô chủ nhiệm nhắc nhở với các em rằng khi bước chân vào môi trường học bàn rộng lớn, các em như những chú chim non vô cùng bỡ ngỡ, run rè và lo lắng. Nhưng cô tin với sự dìu dắt, trìu mến của cô cùng các thầy cô giáo bộ môn sẽ mang lại cho chúng em sự tự tin và ấm áp khi bước vào ngưỡng cửa lớp 6 các em nhé. Và đang tiến về lễ đài là tập thể lớp 6A7. Đón nhận bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của các em gửi đến toàn trường chúng ta ngày hôm nay. Các bạn ơi, chúng ta hãy vỗ tay lớn lên nào. Báo cáo đồng chí Trần Văn Luyện, Bí thư chi bộ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Các chiến đội đã sẵn sàng, xin mời đại biểu đi duyệt đội. Rõ. Trân trọng kính mời các đại biểu di chuyển về vị trí duyệt đội. Lễ duyệt đội bắt đầu. Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu cùng toàn thể các bạn. Đội
thưa các thầy cô giáo, các bạn đoàn viên thanh niên, các em học sinh thân mến, kính thưa các vị đại biểu tham dự lễ khai giảng ngày hôm nay, thay mặt cho lãnh đạo quận năm, tôi xin đọc thư của chủ tịch nước gửi trong ngày khai giảng hôm nay. Hà Nội ngày 4 tháng 9 năm 2024, thư của chủ tịch, của tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh những tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác Hồ đã viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em. Cố Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc ngày 3 tháng 11 năm 2018: Hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà suy thì đất nước yếu. Đảng, nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đã và đang có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo. Năm học 2020, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để cảm ơn tặng hoa của quận ủy gửi lên cho trường chúng ta như buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Hân hoan của ngày khai giảng, thầy và trò trường trung học cơ sở Hồng Bàng thể hiện về đây với bao niềm vui, háo hức chuẩn bị cho năm học mới với những thành công mới. Trong cái tôi thay mặt cho hội đồng sư phạm nhà trường xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đến quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em. Lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý. Năm học 2023-2024 được sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp, của phòng giáo dục và đào tạo, của các cơ quan chức năng, được sự phối hợp cùng các văn bản, chỉ thị của các cấp, các ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý. Trong buổi lễ hôm nay, một lần nữa xin phép các em học sinh của nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sự giúp đỡ, sự tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo đảng, các cấp lãnh đạo chính quyền các cấp, của các đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt của cha mẹ học sinh toàn trường. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của hội đồng sư phạm và các em học sinh, cùng với sự giúp đỡ của các quý vị, nhà trường tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học này. Với niềm hân hoan và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học 2024-2025 trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Xin được cảm ơn thầy. Một để chuẩn bị cho nghi thức đến trong khai giảng năm học mới nhé. Các bạn học sinh ơi, nhỏ quá, lớn rồi nữa nào. Các bạn học sinh, 3, 2, 3. Hình tròn đang trên màn hình ạ. Chuẩn bị ạ. 5 4 3 2.
cũng sẽ mạnh dạn phát huy quyền tham gia của mình trong các vấn đề liên quan đến trẻ em. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Trân trọng cảm ơn các bạn thí sinh. Các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ý hả? Cô ý rồi. Thầy có một cái phần quà để gửi. Chúng ta tích được 8 dấu, có nghĩa là tích hết giờ luôn mà được có 8 dấu thôi. Thì các bạn sẽ đổi được một phần quà nhỏ ha. Một cái phần quà nhỏ ha. Rồi những bạn nào tích được 12 dấu 12 cái con dấu đó nha, là các bạn sẽ được một phần quà nhỏ lớn hơn chút xíu. Từ một cái món quà có hình của đường mình sẽ báo luôn. Đó là một cái kỷ niệm mà cái số lượng quà tặng mà cái món quà này có với số lượng ít chế đó là hạn định tiền đó không đó là hãy là có được cái sản phẩm này mình rất là đặc biệt ha. Với các bạn cũng biết đó cháu hết luôn bạn nào quà cuối cùng là nên mình thích quá có đi và mình nghĩ lại vị trí là quà của chúng ta sẽ là hay hơn đúng rồi. Mất nhỉ? Chỉ có bao nhiêu?